các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Speeder độ xinh đẹp cùng với biển số lịch tứ quý vạn người mời. Một dòng xe số cũng rất là phổ thông ở Việt Nam, với cái tên gọi là Speeder, mang thiết kế cũng thanh lịch, thời trang và cá tính cùng với có động cơ bền bỉ và mạnh mẽ, nên không ít các tín đồ chơi xe trong nước ưa chuộng cái mẫu xe này. Khoác cho mình một cái tông màu đen xanh đơn giản, chủ xe đã hướng tới cái tính năng là cao cấp hơn khi trang bị cho cái dàn chân là chính. Trang bị dầu S màu đỏ nó bật, có thể xoay được 360 độ mà không sợ bị gãy hay là xì dầu. Heo của Nissin, cái phát CNC kết hợp cùng với đĩa da Z 260mm to lớn hơn với sim khá nhiều. Dàn chân sau, ta nhìn thấy được cái sự to lớn cứng cáp từ cặp phục đồ chơi được minh lại kiểu dáng giống của Holin sang chảnh. Dàn chân dụng cái niềm nhôm Racer Boy đen lịch lãm làm chủ đạo chính, giúp cho xe trông là đẹp, nhẹ hơn nhưng vẫn đảm bảo được cái độ cứng mà không có dàn chân nào có. Hình ảnh biển số tứ quý 2 nhìn thôi cũng đủ biết chủ xe đẹp trai rồi. Honda CB400 SF bản độ Chucker lột xác bằng ngục tại đất Việt. Cái chiếc CB400 SF là cái mẫu xe độ cổ điển với tuổi đời gần 15 năm, được rất nhiều biker lựa chọn cho những người hướng tới với thiết kế là cổ điển để thuần. Qua những một cái lò độ nổi tiếng tại đất Sa Thành, một lần nữa cái mẫu xe này với một diện mạo độ Chucker hầm hổ được ra đời. Thân xe được khắc họa phù hợp với kiểu dáng Chucker. Ngoài màu đen nhám làm chủ đạo chính thì bản độ này còn lựa chọn một cái tông màu xám bóng tạo cái điểm nhấn tương phản cho tổng thể xe. Va chạm giữa thiết kế cổ điển và công nghệ đồ chơi hiện đại. Cái bản độ này sử dụng cái cụm đèn flash cao cấp, cái cụm xi nhan LED hai bên là không làm mất đi cái nét cổ điển của dòng xe Chucker. Cụm đồng hồ LCD trung tâm đơn giản nhưng cũng thể đầy đủ các chức năng. Bình xăng được phủ lớp xám bóng rất mạnh mẽ. Trung tâm được dán logo của cái lò độ cũng rất ấn tượng. Tay lái cao và dày tạo ra cái sự thoải mái với kiểu dáng lip on của dòng cà phê Racer. Điểm nhấn hai bên lái là cái bộ gương gù tròn cũng khóa cách. Yên xe được xử lý rất thủ công, sử dụng cái màu da nâu sang chảnh. Cái cụm đèn hậu được cúp ngắn với cái chuỗi đèn LED thích hợp nhanh hiện đại. Cái khối động cơ hầu như vẫn được giữ nguyên thông số, chỉ can thiệp vào bộ chế độ khí của xe để hoạt động là tốt hơn. Sẽ được trang bị động cơ NC42i 4 xăng DOC làm mát dung dịch, sinh ra công suất 530 lực và mô men xoắn 38 Nm, hộp số còn tại sơ cấp. Sử dụng ống xả độ với thiết kế đất cấu ngắn và có lỗ xả lệch to hơn cho âm thanh của lực hơn. Chi phí thực hiện bản độ này theo chia sẻ tổng cộng gần 30 triệu đồng. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip này, hẹn gặp lại trực tiếp, nhớ like, share, subscribe.